Nè coi chốt qua đang có mới kinh rồi Dạ. Vì mụn nó nhỏ nhưng mà nhiều lắm ạ. à, có mới mà À. đang thui Lấy ra xong cái mặt nó trắng trắng ra nhìn đẹp hơn á. à. Cái mình xong cái mình đi kiếm bà khác mình tán với bà, Ừ. tán rùng đầu bà luôn. Nghe hai đào. Gần 90 tuổi rồi. Ui, 90 tuổi còn khỏe chán Chị không? ngồi đi chị, đưa đèn Tôi đâu cà mà phê tôi bả tuổi đó. rồi đây. Đâu cà phê ấy đó. Đó đúng rồi, để đèn đó mới sáng được. Sụp mấy cục này là ta nói về 87 tuổi rồi. Ừ. Lớn tuổi ra nha. Hồi chúc thọ thôi thầy. Nó Dạ. hơi các bạn đó. Dạ. 3 năm nữa là đại thọ rồi. À, qua năm nữa 90 á. Năm 80 là đại thọ rồi chứ nữa. À. Năm 90 là làm cái cửu tùng. Ừ. Là 90 tuổi. Hãy đau nữa. Mình rất Mừng hơi lần nữa các bạn á. Các bạn chúc thọ đó. như 70 là làm rồi. À. Tóm chụp tóm làm cái rồi năm cái quá nghe nắm tay á cái năm năm ngó tâm xá này thì tâm bả ra mấy rồi đó. Còn có mấy cục à, như con dồi ở nhà cũng cầm cái đèn nè á. Dạ không, có đồ nghề. à. Dạ. Là tự nhiên ra vậy mới cầm quá Dạ có đèn máy móc hết. à. Cho gì nào đồ nghề nó cũng nhiều tiền cái nha ngứa là gì? còn gì bò nó mũi ngứa tách đi gì nữa có gì không cạo cô Cô nợ cô. chứ à, thằng thằng Thao về chứ còn nợ không về Thao mới về nó vô rồi trời trời thằng nó cũng đi cà ra không được cái chị tên lòm nam tiêu thoáng rồi mai được cái chết đất chứ qua bao nhiêu mấy tuổi rồi mà chưa có vợ có con gì đâu qua làm qua đá tuổi rồi được 5 phút thì được mấy phút nữa đâu đáng 2 phút nữa thôi mới được 4 phút à 4 phút mà trường răng phút. Coi còn chỗ mua còn tay ông ơi sắp đẹp rồi không sao ý là đâu cần phải đúng được trông đã chứ thiện đã lắm cho ra mình sắp đẹp trai rồi gì ông béo rồi xíu không cái chỗ này hơi đào cái chỗ này chỗ này. Chỗ này đau rồi.
Tí ngầm rung tay rồi. Hình như bà Hồng mới ra bác, bà Hồng qua gặp rồi. Dạ. À, ta điện tao hỏi bà nói con Loan có rồi này. Hồi cách đây... Cách đây 10 năm hả? Dạ, cách đây 10 năm. À, bà biết vậy. Bà biết có biết qua không? Dạ, con qua con thăm mà. À, à. Dạ. Chỉ xuống dưới này nè, đừng vô miệng. Sao bà biết vậy? Đây, con nặng khục này xin rồi nó. Con biết chứ, con tìm đường con dơ cao đi, dơ cao đưa vô đi nè, đó. Tìm Thằng này quên đó quá, tao biết không? Dạ. Quên đồng lon có rò này. Con ra hồi nó được 10 năm rồi đó. Ừ, 10 năm rồi. Hơn luôn á. Ê. Xong. Dẫu rồi, đi thi. Còn nhớ ghê. Qua coi nha. Ý là nó ông cậu nè, ông cậu còn nhớ nè. À. Tao qua rồi quên đâu quá nè. Cái ông mà ở cây mấy hầu nhớ hơi gì chồng gái chứ. Chết hết rồi. Ừ, trời quá. Lăng ở trần. Quá, ta lạ. Bà Bún Lan với ông... Bún Dân. À, Tết Nam. Ừ. Hồi nãy con mới đi qua cái nhà cũ đó. Ừ. Lăng ở trần. Lo quá bà con rồi rồi. Ừ. Quá, vợ chồng bọn nó như quỷ dịch quá. Đang còn xí xì. Kiểu là mình không biết đau lắm. Hai đứa con lớn lên thì bắt đầu đổ đốn đó. Hả? Thì cái 45 tuổi bên đó mà. À, hay là... Tường nói chung là không tới được tiền luôn rồi. Cái tư cái món kia cũng có hết trơn. Ừ, kinh đó. Sống ở xã hội, không sống về gia đình. Cứ tận nhà như cái nhà trọ đó, tối về ngủ sáng đi đi tới nửa đêm về ngủ xế cái tới sáng không biết cái đó. Nhưng mà trời mình con mình lớn ha, cho nên thôi coi như không chồng không gì con cái gì mà mình chia tay con mình cũng trưởng sắp trưởng thành rồi mà từ vợ chồng nước cũng khó. Đau. Đau. À, ráng 10 phút nữa là xong. Biết lắm mà. Không? Xí, đi cho bác. Đau rồi. Chữ nặng cái chỉ cũng đau. Nặng nhẹ cũng đau. Con cũng quảng nhưng mà Quảng Ngãi nặng hơn Quảng Nam. Quảng Ngãi nhiều khi nhiều đứa nói hay lắm chứ. Yên như Sao Quỳnh kìa, Sao Quỳnh nó nặng kinh. Sao Quỳnh với Lisa. Mấy ẩm đẹp kìa rồi. Hử? Mũi thiệt không hả? Hắn giả hay chứ chị. Miệng dễ thương này có duyên này. Dạ hả, không có gì là dạ. Chị Thi là người mẫu cho đi bé. Mẫu hậu. Mẫu hậu chị con thôi chứ còn đi thi là không nổi đâu. Cô làm cô dâu đẹp mới ghê quá à. Tự nhiên bà ngồi bà khen khoan.
Ta vô toàn nhắm ly không? Không, mà cũng đẹp kiểu tự nhiên. Thiện tự nhiên mà. Không có làm gì đâu. Không có xăm cái lông mày rồi đó. Thấy rồi đó. Không đau rồi, không đau rồi. Ráng đi con. Gặp cô đi dễ chứ gặp được cô đi đâu. Thôi gặp mà. Không có một lần quay rồi. Xin nghỉ học ở chứ, học buổi chiều. Ừ. Đi tháng chân ở ngoài kia. Bị chi vậy chị? Đá banh đó chị mà học kia không phải do đá banh. Mà do cái gì? Người chụp phim nó kiểu, bác sĩ nó kiểu. Từ mình không biết nghe người mua chẳng chính xác. Đang để em khám cho nè. Người chụp phim nó kêu là hai cái đó là có cái chi trắng trắng á là bị cơ địa là bị khớp chứ không bị cái gì đó, mình nếu mà không điều trị là sẽ ăn lần lần cái xương. Còn qua cái ông bác sĩ mới chữa trị, ổng kêu thì không có chi, biểu ngày mai đi xét nghiệm máu để đưa kết quả cho ổng. Mỗi đứa cũng không biết đường là ra ông kêu thôi lấy xét nghiệm máu xong bọn nói. À, chụp phim thì ông chụp phim nói là khớp à? Ừ, ông kêu là cơ địa là bị đậy sẵn trong đó chứ không phải là do bị đá banh, chơi đá banh lặn đau khớp là cũng do cơ địa đó chị. Má là lớn bị khớp có một cái chi đó bình thường bốn ngón kia thì không bị mà ngón cái là bị, mà nếu không điều trị là ông kêu nó ăn lần lần cái xương nó có chị kinh nếu bị đường cũng có khả năng đó chị thì nó đúng đang ông già động kêu là không chi không, nhưng mà em nghe ông nói có vẻ không có lý, tại vì cái chân nó sưng đúng không? Cũng đau thì đau chắc chắn có lý do. Thì đến ngày mai chị đi xét nghiệm máu cho nó rồi đây. Để ông rút ra kết luận phải ra sao. Mà chị con cái đủ trật đủ thứ lấy quốc sạch trên này chưa biết. Đâu có trốn nữa, hình như là dần sạch luôn ấy. Nãy một cái trốn một video mà không thả lỏng chân như vậy. Thật thật là lỏng chị bé nặng cái mũi xíu. Họ bị bầm cái mặt. Gồng kinh quá. Ok. Không đủ gì. Nhìn gì bác sĩ xin nữa đi tìm lấy nặng bác thấy đứa này còn đây là biết rồi xin nữa em nặng. Chứ cổ cũng đang chuyển được. Cái đèn nó cứ tối tối rồi này. Năm nay chắc nghỉ Tết sớm. Năm mấy bà mà? 28. 28 hả? Năm nay đâu có 30 đâu. 29 là qua mùng 1 mà. Ủa? Được rồi. Ở quê gì?
có 30. Rồi xong rồi đây. Xí xí nữa. Tạo chạy nó rồi. Con nhìn chập con mắt nó bị lé luôn cà lê. Cố gắng. Nãy là cục mua cục nước rồi đó. Trời nó mất. Nó mất này mới mệt quá. Với lại cái lúc này cô cũng chịu đau nấu nó đi. Rồi. Đã rồi. Tắt đây.